Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay thì là em lên cho các bác ở đây là một cái con giải mã các bác nhé. Con này là một con giải mã em bán chỉ giải mã đấy. Về cho các bác là ai chỉ cần giải mã thôi nhá. Đấy. Thế con này thì đây nó về nó trong tình trạng đây. Đấy, nói chung là vỏ viết còn khá ok. Đấy, còn đây là hàng bãi thì nó trên vỏ nó sẽ có về vết xước sát đấy các bác nhé, không tránh được 100%. Đấy. Nhưng mà nói chung là hàng còn khá đẹp. Đấy. Hàng còn khá đẹp này, vỏ viết đây. Vỏ hơi xước sát một tí, còn đâu là mặt máy thì còn ok. Đấy, ở đây nó thiếu mất một cái nút này. Đấy, nhưng mà cái này thì các anh không dùng gì đến cái nút này đâu, nên là cũng có cũng được, không có cũng chả sao nhá. Và đây đây là đằng sau này đấy nhá. Đấy, con này thì bình thường là em bán cả công suất nữa, nhưng mà cái phần công suất của nó hiện tại là em thử ở đây thì em bận volume em không thấy có tiếng đấy. Em bận volume không thấy có tiếng thì con này thì em cũng có bán một vài con kiểu như thế này rồi đấy, thì là nó về thì đôi khi là quá trình vận chuyển có thể là vì đi lâu ngày nó đi nó vận chuyển lại các cái chân công suất nó bị nong ra đấy, thì là về nhiều anh là mang ra thợ là các anh hàn lại cái chân công suất đấy một cái là nó chạy thôi đấy, hoặc là có trường hợp khác thì là nó bị có quá trình đi di chuyển này, cái volume này nó bị đè vào thì nó bị hỏng mất cái volume ở phía trong, cái mạch volume bên trong nó bị dạn vỡ mất đấy, thì là các anh ấy về các anh ấy mang ra thợ thì các anh thợ đấy các anh ấy thay cho cái volume này đi là nó lại lên tiếng bình thường thôi đấy, thì đấy là một trong hai cái trường hợp mà các khách hàng lần trước mà lấy những cái con giải mã quang chỉ giải mã này về các anh đấy báo lại cho em thì em biết là như vậy, chứ còn bình thường các cái đồ này là nhà em cũng không sửa nó như nào em bán như thế luôn đấy. Và con này là con X7 nhá, là con giải mã X7 giải mã quang không cần mồi nha, đây không hề có đĩa MD ở trong này, nếu có đĩa MD trong này nhà em ấn sẽ là nhè ra rồi nhá. Đấy thì con này em bán là chỉ giải mã nhá, vì là phần công suất đưa ra loa giờ hiện tại em cho tiếng không thấy có tiếng ra nhá. Đấy, ok. Đấy thì còn đâu là cái phần giải mã được nó vẫn chạy bình thường nhá. Đây, giải mã quang ra V là giải mã như nào? Tức là mình giải mã đường quang vào đây này. Mình đưa tín hiệu đường quang vào đây này. Sau đó mình giải mã tín hiệu thành tín hiệu AV này. Sau đó máy nó sẽ giải mã thành tín hiệu AV chứ không phải mình nhá, mà máy nó giải mã tín hiệu đường quang thành tín hiệu AV. Sau đó là tín hiệu AV này sẽ được xuất từ đường tape out này là đưa xuống dưới âm ly để mình làm giải mã quang ra V đưa ra cái âm ly to nhá. Và đương nhiên là những cái con giải mã quang ra V này thì tiếng sẽ hay rất là nhiều so với cả những các cái con giải mã bao diêm rồi. Giải mã bao diêm thì nó bé tí tị, nó giải mã thì nói chung cũng được nhưng mà tiếng nó không được sạch sẽ lắm mà nó hay hỏng. Như những con này thì nó về độ bền nó cao hơn nhá. Đấy, con này là X7 điện 100V nhá. Con X7 này là dùng điện 100V hàng bãi Nhật nhá. Các bác lưu ý. Đừng nghe cắm nhầm điện. Đấy thì mình muốn làm giải mã này thì mình sẽ ấn nút input ở đây. Sau khi mình cắm dây quang sau mình ấn input ở đây mà chuyển nó sang đường vào là digital này nhá. Đây các anh cắm đường quang vào đường này nhá, các anh cắm đường quang vào đường in đường digital này, em xin hướng dẫn lại một lần nữa này, các anh cắm cho em từng đường quang TV Smart từ ở trên TV Smart anh cắm vào đường in này, sau đó từ đường in này các anh sau đó là sau khi cắm xong đường in này rồi thì các anh cắm cho em một cái sợi dây AV nối từ đường red out này đưa xuống đường vào của âm ly ở dưới âm ly to của các anh đấy, như em đang làm đây đấy. Thì sau khi mà xong rồi thì các anh ấn input ở đây và chuyển nó sang đường vào digital. Đấy, sau đó mình vặn tiếng ở âm ly lên là sẽ có tiếng này. Tất nhiên nha, tất nhiên là âm ly của chúng ta phải chuyển đúng cổng mà chúng ta đã cắm nhá. Như em này em đang cắm cái cổng dây AV là cổng line 1 này. Thì em phải chuyển nó về đúng đường line 1 nhá. Đó, thì nó sẽ có tiếng ra. Đấy, vào lúc này thì toàn bộ quá trình chỉnh bát tép các thứ nó sẽ hiện là mình thực hiện ở trên âm ly chúng ta như bình thường nhá. Đấy. Đấy, giải mã quang AV chạy ok luôn này. Còn cái volume này nó dùng cho công suất nhá. Đấy, thì hiện tại là nó sẽ không liên quan gì ở cái phần giải mã cả nhá. Đấy, vì là thực ra cái này nó không không liên quan đến giải mã hết nhá. Nó không tác dụng trong dần phần giải mã. Đấy, cái volume này chỉ tác dụng trong phần công suất thôi nhá. Nhưng mà cái này thì đấy, em nói rồi đấy, nó không ra tiếng. Có thể volume đang hỏng hoặc có thể là chờ nóng trong công suất thì đấy. Thì cái này về các bác ai muốn chạy thêm công suất thì mang ra thợ bảo các anh ấy sửa cho nhá. Mà chân lúc trong tôi còn một người đang ngủ trong trái tim, mặc dù xa rồi tôi vẫn. Đấy, thì đường quang chạy ok này, em thử nốt cho các bác thêm một cái CD xem nó có chạy không nhá.
Tại vì thi thoảng có bác rồi cũng cần CD đấy. À, đây con này chạy có CD luôn các bác này. Đấy con này chạy có CD luôn nhá. Đấy như vậy là con này là mình vừa có thể làm cái đầu CD, vừa làm được giải mã quang nhá. Đấy 2 trong 1. Đấy nhá. Đó, nói chung cái CD này em test thêm, em không bảo CD đâu. À, vì là bọn này thì nói gì thì nói, mắt nó cũng đã có một thời gian rồi. Nó bây giờ nó sống có khi nay nó sống mai nó chết là chuyện rất là bình thường thôi. Đấy. Còn các bác về các bác dùng cho em những cái đĩa xịn ấy thì là tuổi thọ mắt sẽ tốt nhá. Còn các bác về mà các bác cứ tận dụng cái đĩa nó cũ, nó hỏng hoặc những cái đĩa nó mốc quá rồi thì sẽ có những đĩa chạy, có những nó không nhá. Đấy. Em xin phải nói thẳng luôn là như vậy. Đấy. Nhớ hôm nào hèn ước dưới. Đấy còn ở đây này em cũng đang không dùng cái đĩa gì xịn lắm đâu. Đây một cái đĩa phôi đen, đĩa bình thường thôi. Đây em thử thêm cái đĩa nữa cho các anh xem này nhá. Ở đây nó cũng là một đĩa tự ghi của bọn Nhật thôi. Còn đĩa xịn của nó nhìn nó khác. Đấy. Đấy. Next 3 là cái nút này nhá. Cái đĩa này chắc là lâu quá rồi. Đây, đây này, hỏng cả phôi rồi này. Nó vẫn còn đọc được là tốt lắm rồi đấy. Đây sẽ thử cái đĩa nữa xem như nào. Cái đĩa này thì nói chung là cũng là một cái đĩa Nhật tự ghi nhá. Đây đĩa ở ngoài đây, trên này là cái mặt giấy này. Toàn đĩa tự ghi của Nhật thôi. Thử xem nó còn đọc không. Đây thử 3 cái đĩa cho bác luôn nhá. Có đọc này. Thử next bài nó đọc này. Nó đọc luôn này. Nó lại xước rồi. Nói chung là cái đĩa này nó cũng cũ quá rồi. Để thử lại cái đĩa này xem nhá. Chung CD này em đang thử thêm cho các bác thôi nha, em không bỏ anh đĩa đâu. Đấy. Thử thêm, còn đâu em bán chủ yếu là bán chức năng giải mã quang ra V. Đấy, bán thanh lý chức năng chỉ giải mã quang ra V. Để các bác về các bác làm giải mã quang V nhá. Đấy. Thử lách bài xem mà. Xem tại đĩa hay là tại cái đầu CD này nó có vấn đề nào. Đây khả năng cao là cái mắt này nó cũng đâm đâu rồi. Nó phải từ từ chứ nó không chơi cái kiểu nào nghịch được. À. Đọc thì vẫn đọc đấy nhưng mà next nó phải phải từ từ được cũng nên. Hay là chút xíu hơi kém rồi nhá. Đấy. Em test cũng rất là chi tiết cho các bác rồi nhá. Còn bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhé. Ui dồi, đĩa cũng xước bố hết rồi còn đâu nữa. Đây. Xước cả trắng chịt như này cơ mà. Chung toàn ba cái đĩa gọi đây. là vứt đi được rồi. Mà nói chung nó vẫn còn đọc đấy nhá. Thì về nói chung là các bác nào thích chơi đĩa thì dùng đĩa xịn rồi nhá. Ok. Thì đấy con này thì em bán là chỉ giải mã quang ra về thôi nhá. Còn đâu là CD vừa tụi em test thêm cho các bác một tí cho các bác thỏa mãn thôi. Đấy, đường quang chạy ok này. Đấy nhá, thì con Onkyo X7 này em bán là chỉ giải mã quang ra V với giá là đi 800. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thanh lý luôn là 800 nhá. Còn những con CD nó đọc này, công suất nó chạy này, đấy, đường quang nó chạy này thì em đều đang bán khoảng hơn 1 triệu, 1 triệu 2 đấy. Thì con này thôi em bán là đi 800 nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 để đặt hàng nhé. Em xin chào các bác ạ. Vâng.